Xin chào các bạn. Video này là để dành riêng cho các bạn 2K8 chuẩn bị lên lớp 9. Em chuẩn bị lên lớp 9 rồi, nhưng nghe nói thi cấp 3 khó lắm. Học môn văn như thế nào để ghi nhiều kiến thức được lâu đây? Hay viết văn như thế nào để mượt mà được nhỉ? Có vô số những thắc mắc của các bạn đặt ra, và ngày hôm nay chị sẽ dành thời gian để giải đáp cho chúng mình nhé. Câu hỏi số 1. Thi cấp 3 có khó không? Tất nhiên thi cấp 3 sẽ khó đối với những bạn không chuẩn bị kỹ càng và đặc biệt là chủ quan trong việc học đối với tất cả các môn. Và đặc biệt là đối với môn văn ý, thì nếu như em không có quá trình rèn luyện và không có quá trình học thật là nghiêm túc, thật là quyết tâm thì chắc chắn thi cấp 3 sẽ là một thử thách vô cùng khó. Câu hỏi số 2. Làm như thế nào để tận dụng tốt thời gian khi học văn? Mỗi bạn sẽ có một quỹ thời gian khác nhau, và việc mà chúng mình xác định rõ xem mình có những quỹ thời gian như thế nào, đó là một việc rất quan trọng. Thế thì chị nghĩ rằng nếu các bạn muốn bắt đầu từ bây giờ để học văn và tận dụng tốt thời gian của mình là một lựa chọn hiệu quả và rất đáng để chúng ta xem xét đấy. Bởi vì khi mà chúng ta học văn và xuất phát sớm thì các bạn sẽ có nhiều thời gian để nghiền ngẫm kiến thức, để ghi nhớ cũng như là rèn luyện nhiều hơn. Tiếp tục, chúng ta có câu hỏi số 3 mà chị tin chắc là có rất nhiều bạn đang thắc mắc. Làm như thế nào để học văn một cách hiệu quả? Đó là câu hỏi số 3 mà chị nhận được. Đối với câu hỏi này thì quả thực là để trả lời thì nội dung sẽ rất là nhiều. Thế nhưng chị có thể khái quát với một số những thông tin như sau. Để học văn hiệu quả thì trước tiên em cứ hình dung việc làm một bài văn hay cũng giống như là chúng ta nấu một món ăn ngon vậy. Vậy để có được một món ăn ngon thì trước tiên các bạn cần đó là nguyên liệu tốt. Vậy thì để viết được một bài văn hay thì điều đầu tiên các bạn cần đó chính là kiến thức nền thật là vững. Thứ hai, để có một món ăn ngon thì các bạn cần phải có những công thức và sự gia giảm gia vị thật là khéo léo. Thế thì đối với việc viết một bài văn hay thì việc thứ hai các bạn cần phải có chính là phương pháp làm bài. Chính là việc mà các em sẽ thêm nếm làm sao để cho bài văn của mình thật là hấp dẫn, đúng không nào? Và điều thứ ba để chúng ta có một món ăn ngon đó là trình bày nó thật là hấp dẫn, trang trí cho nó với những điều thật ấn tượng. Thì bài văn của chúng ta cũng như vậy. Các bạn hãy cố gắng rèn luyện chữ viết của mình, viết thật cẩn thận, trình bày sạch sẽ. Như vậy, với 3 yếu tố, 1 là kiến thức nền, 2 là phương pháp làm bài, và 3 là việc trình bày cẩn thận, sạch sẽ. Đó sẽ là 3 yếu tố để các bạn viết được một bài văn hay. Và bây giờ thì câu trả lời của chị cho câu hỏi làm như thế nào để học văn hiệu quả, đó là làm sao các bạn sẽ rèn luyện và có được cho mình 3 yếu tố mà chị vừa mới nêu nhé. Với 3 yếu tố mà chị vừa mới nêu thì khóa học văn viết lớp 9 sẽ trang bị đầy đủ cho các bạn cả 3 yếu tố đó. Bởi với khóa học này thì đầu tiên chúng mình sẽ dành thời gian nhiều nhất để học về kiến thức nền của các tác phẩm trong chương trình. Với mỗi tác phẩm chúng ta sẽ học trong vòng 2 buổi. Thứ hai, đó chính là chúng ta sẽ có giai đoạn học về phương pháp làm bài nghị luận văn học này, phương pháp làm bài nghị luận xã hội này, và đặc biệt là giúp các em tổng ôn lại kiến thức để làm thật tốt và đạt mục tiêu là được điểm tối đa phần đọc hiểu nữa. Và cuối cùng, một giai đoạn vô cùng đặc biệt và không thể thiếu của khóa học văn viết đó chính là giai đoạn luyện đề. Chúng mình sẽ có khoảng 15 đề và các bạn sẽ được chia vào các nhóm khác nhau với những dạng đề tương ứng để làm sao quá trình luyện đề của chúng mình đạt hiệu quả cao nhất. Thứ hai, với khóa học văn viết lớp 9 thì các bạn sẽ hoàn toàn có thể tin tưởng, bởi vì đây đã trở thành điểm đến của rất nhiều những bạn nhỏ lớp 9 và rồi đạt được đúng kết quả như mình mơ ước. Và thứ ba, với khóa học văn viết thì các em sẽ được nhận bộ tài liệu chuyên sâu bao gồm cả tài liệu bản cứng, đó chính là cuốn vở luyện viết. Và thứ hai là chúng mình sẽ được nhận những file tài liệu theo buổi đi kèm, và các bạn có thể chủ động in, các bạn có thể chủ động học và ghi chú tùy theo nhu cầu của mình. Với khóa học văn viết 2K8 thì chị mong rằng các bạn nhỏ
2K8 năm nay lên lớp 9, chúng mình sẽ có thể yên tâm hơn với việc học văn, với những phương pháp hiệu quả, với những phương pháp thiết thực cùng với chúng ta. Bởi vì các em sẽ được trao đổi trực tiếp cùng với giáo viên, được giải đáp tất cả những thắc mắc của mình cùng với chị trợ giảng theo sát chúng ta 24/24. Và đặc biệt là các bạn còn được chấm chữa bài miễn phí với thẻ chấm chữa bài trong thời hạn là 12 tháng. Với tất cả những đặc điểm như vậy thì các bạn nhỏ 2K8 hoàn toàn có thể tham khảo để đăng ký tham gia khóa học văn VIP lớp 9. Các bạn có thể truy cập vào đường link mà chị để ở trên đây, hoặc các em có thể nhắn tin về cho chị thông qua trang fanpage Học Văn Chị Hiên Trung học cơ sở lớp 6789. Đây, mong rằng sẽ trở thành khóa học chuyên sâu, đầy đủ và chất lượng nhất để giúp cho các bạn 2K8 có thể chinh phục tốt môn văn và đỗ vào trường cấp 3 mà em mơ ước nhất. 2K8 còn cả một hành trình dài phía trước, nhưng đừng lo, bởi vì học văn thật khó nhưng mà thật vui. Yêu văn thêm chút là làm được thôi. Học Văn Chị Hiên luôn bên cạnh các em.